Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta lại đến cuốn video về mảng cây ăn quả tại vườn anh Mạnh Cường, địa chỉ xã Phúc Hòa, Phúc Thọ, Hà Nội. Một cây trứng gà này. Vâng, cháu là chú ạ. Đây là cây trứng gà, chú ạ. Cây này dạ. Cốt trộm thì rất là lâu năm này. Này đến Tết cháu mới sưu tầm được đấy. Tết nó vàng rực rỡ này nhỉ. Xài quá chú. Đây là cây tử của nó đây à? Cây tử ạ. Thế sao anh cắt tụi thế? Cây này cây tử vừa rồi nó rông nó không nhìn thấy cái gì cả. Nên à cắt để cho nó hở quả. Người ta là người ta chưa tạo chú ạ. Nên rồi. Phải tạo lại sau nó cho nó bé thôi. Đấy, một cây dáng siêu siêu này đây đấy. Tôi đang quay clip vào đây nhé. Để đặt trên một cái chậu xi măng. Chậu tròn. Chắc chậu này cũng phải khoảng đường kính khoảng 80. Cả cây ở đây thì... đấy. 80 đấy. Ok. Chị chưa về đây uống rượu, chưa về đây ăn cơm luôn nhé. Tôi đang quay clip. Rồi, ok. Báo cáo với chú là cây trứng gà này nó rất là sai quả, mà năm nào nhà người ta cũng sai như này, không phải là năm quả nó quanh. Cháu xin phép cho đo cái đây, cái vành chỗ này, trên chỗ này được 36 ạ. Trời. Vành 36. Chiều cao cái trứng gà này là 1m6. Án này. Tán ra 1m8 ạ. Thích nhất những cái đủ quả. 2 tháng nữa nó sẽ chín vạc rực rỡ để chơi Tết. Đúng Tết. Chơi Tết, chơi đúng dịp Tết luôn. Cây này đúng Tết luôn. Giá bao nhiêu anh ơi? Cây này cháu xin giao lưu giá 19 triệu. Vâng. Cái trứng gà. Giá 19 triệu. Và đây là số điện thoại của anh Mạnh Cường, chúng ta tiện giao dịch 0389281677. Rồi tiếp tục. Bên đây là cây xoài. Giới thiệu với chú là những cây mà chưa Tết. Những cây mà cây ăn quả trên chậu mà lúc nào cũng nhiều quả. Đây cháu xin giới thiệu đây một cây muỗng. Nó không phải cây xoài ạ. Muỗng. Thế mới đặc sắc. Muỗng, muỗng ở ngoài Bắc mới có. Đấy cây muỗng ngoài Bắc. Trong Nam là không có đâu. Cây muỗng này quả nó rất bé, nó không to. Quả bé nhưng mà chua cực kỳ chua. Mà lá nó nhỏ và lá nó dài. Lá nhỏ dài đúng chưa ạ? Nhưng mà thường muỗng là nó sai quả hơn xoài. Đấy. Sai lắm. Sai lắm. Đấy, đấy chú nhìn thấy hoa nó thế này. Đấy. Đến đây thôi tầm khoảng 10 hôm nữa là quả nhỏ đó. Đấy, đế đẹp không? Đế đẹp đấy. Cây này thì vành gốc của nó được 43 chú. Rồi. Đấy, chú nhìn hoa này, hoa nó bắn tất cả trong này. Nó kín cây hoa luôn. Đúng rồi. Chiều cao cây này là 1m65. Tán cây này là tán tròn đều ạ. Tán tròn đều 1m8 ạ. Anh đo cái thoát thân lên bao nhiêu? Đến trắng ba này. Được 54 chú ạ. Rồi. Đấy nó đang nằm trên một cái chậu Đồng Nai chú ạ. Chậu này chắc đường kính của chậu. À, đường kính của cái này là 6 đến 70. Vòng của nó 65. 65 đấy. Bao nhiêu tiền anh? Cây xoài này cháu xin giao lưu giá 14 triệu. Rồi. Nếu ai không lấy chậu thì là có 12 triệu. 16 triệu. À, chậu trị giá 2 triệu. Triệu. Còn chậu là 14 triệu. Rồi. 14 triệu cây xoài này nếu mà không lấy chậu. Rồi. Cũng là những dòng cây ăn quả chúng ta di chuyển đến một cây sung. Đấy, báo cáo với chú là hôm qua cháu đưa lên TikTok mà người ta bảo đây cây xanh thế nào có quả. Cháu bảo đây xanh đâu mà xanh. Đấy, chú có bác nhìn thấy cây sung cây xanh đâu. Cây này là chính anh em tôi lúc đi triển lãm đặt tên nó là con tê giác đây. Vâng. Đấy, đây cái đầu con tê giác. Đấy, đầu nó đang lao về trước. Đấy, mình ở đây này. Đấy, chân trước chân sau nó có đủ hết rồi nha. Đấy. Báo cáo với chú là từ lúc cháu làm đá đến giờ là quả nó có vọt khắp cây luôn. Đấy, rất nhiều. Mà quả giống sung này quả to lắm. Quả to chú ạ. Đấy. Mà cây này cũng có cái cốt rất là già đấy nhá. Chúng cây này thì già lắm rồi. Chuyển sang phía bên này nhìn đây. Làm đá, sung ký đá thế. Vâng, sung ký đá. Cháu làm chiều cao cây này được 89 chú ạ. Đấy nó lùn. Chiều cao 89 và đang nằm trên một cái đậu đắp, chậu đắp tay đấy.
Đây. Tán dài là 1m70. Ừ. Trông rất hay nhỉ. Yeah. Vâng. Chính cây này là cây anh ấy gọi là con tê giác, là từ cái lúc đấy, anh ấy đặt ở dưới Peptivan sinh vật cảnh thủ đô đây này. Đấy, năm 2024 cây vừa rồi. Cây này là nó cây nó báo cáo với chú là nó thiên nhiên ban tặng này. Cháu mua về là cháu cái này không có, làm 4 năm nay mới được những cái tay cảnh này. Mà dăm cũng dày phết rồi nhỉ. Cây này mà giờ thì anh báo giá tầm nào? Cây này cháu xin giao lưu giá 78 triệu. Vâng, 78 triệu. Những cây nó đẹp và nó chỉ việc chơi về này. Cây này báo cáo chú cháu vít vít dưới này rồi. Ừ. Cứ tầm 3 hôm là tưới cho đẫm lần. Quả rất là nhiều. Tức là nó không có lỗ thoát nước nữa. Vâng. Coi như là ngâm nước, nếu mà tưới đầy nên là coi ngâm nước. Được rồi, ok nhá. Di chuyển. Cho cháu cây chanh, hai cây chanh. Anh Huy cứ đi cùng với chú quay đây nha. Anh thích cây nào thì anh bảo chú nhá. Vâng. Chúng ta đến với cây chanh này. Ôi giời ơi. Quả thế này mà không vặt à? Không, để chơi Tết chú. À, chanh chơi Tết. Chanh tư quý. Ôi giời ơi, người ta chơi bưởi, chơi quất, ông lại chơi chanh. Đẹp thế nhỉ? Đấy, cây chanh này. Chanh tứ quý à? Đang bắt đầu chuyển màu vàng chú ạ. Sau lại còn màu đỏ nữa cơ. 28. Lại có chanh để uống nước. Có lá chanh để thịt gà. Vâng. 28 mà chiều cao cây này 1m15. Có đẹp cây quá. Bonsai để chơi cảnh. Đấy mới lại tiện đa tiện ích. Đấy. Ôi giời, cái chùm chỗ này có 6 quả to thế nhỉ. Một cái cành bé tí đây nhá, các bác nhìn ở dưới này này. Úi trời ơi. 6 quả. Đây. Thích quá rồi. Cháu có hai cây chanh. Hai cây à? Chuẩn bị chú cây này đến cây nữa. Thì cây này thì bao nhiêu tiền? Cây này cháu giao lưu với giá 5 triệu. 5 triệu êm quá nhỉ. Vâng. Chậu này chậu gốm à? Cây này gốm. Ờ thứ mà đắt tiền đấy chú ạ. Ờ. Gốm này là tầm 800-900 nghìn cái chậu. Đấy, thế mà bán. Cháu tính rồi. Đây sau là cháu cho ít đá quậy vào đây. Để cháu lau sạch cái này để trong nhà chơi. Đúng rồi. Thì nó sạch sẽ. Để nó không hở đất ra. Vâng. Cho đá quậy trắng để tưới nước nó vẫn xuống được. Chú bảo này. Đẹp quá. Thích ở cái điểm. Lại có quả con quả nhỏ. Đấy, thích cái điểm là nó cứ ra liên tục. Nó hay hay cái này này. Rồi, thế là giá là 5 triệu. 5 triệu. Di chuyển tiếp đến cây số 2, cây chanh chanh số 2 đâu? Vâng, còn đây là số cây chanh số 2 là cây dáng nếu mà nói đúng danh từ bonsai là trực huyền. Đúng đấy. Cây này đặt trên một cái chum này, gốm cây này chum ra cái gốm gốm Phù Lãng hay sao? Làm như thế để bonsai lĩnh nam đấy. Ừ. Cây này báo cáo với chú nó sai từ trên xuống dưới, nhưng mà vì cái điều kiện là đấy nhà cháu cứ ăn. Ôi trời ơi, quả to. Quả to lắm chú ạ. Bây giờ nó còn hơn chục quả thôi, nhưng mà chuẩn bị nó bắt đầu ra hoa đấy. Chuẩn bị mùi hoa chanh nhỉ. Hoa chanh ra vào dịp Tết mà. Vâng. Đấy, chuẩn bị ra tháng sau là bắt đầu hoa lại chín. Hay quá nhỉ. Chú quả to này, mỗi quả này to nắm đấm đấy. Nhiều mọng nước lắm chú ạ. Đây. Rất mọng rồi, nước. Nó hình múi rồi, nhìn nó căng mọng. Cháu xin phép cho đo cái tàn đổ nó xuống. Đây đang nằm trên một cái chậu. 1m50 chú ạ. Từ trên ngọn xuống xa xuống hết cái này là 1m50. Cây này đúng tay cảnh rất là đẹp. Mà cái chum này cũng nhiều đất thoải mái rồi. Vâng, cây này chum này thoải mái. Nhưng mà cái chanh này phải cao lên tầm 20 phân nữa thì mới đẹp chú. Ừ. Phải kê lên 20 phân nữa. Mà vì thì cái đôn thôi, thay cái đôn. Vâng, thay cái đôn. Cao bằng cái đôn này nữa là được. Cây này nó nếu mày Tết chơi ở góc sân là đẹp quá. Vâng. Hay hay nhỉ. Cây này thì bao nhiêu? Cây này cháu xin giao là giao lưu giá 10 triệu. Giá 10 triệu. Cây kia thì 5 triệu. Cây kia 5 triệu. Rồi, ok. Đi, di chuyển. Cứ cây ăn quả nhỏ nhỏ xinh xinh anh cho vào đây, cho vào cuốn này. Quay cây ăn quả là phải có quả. Đấy, tâm lý của tôi là như thế. Bởi vì là mình cứ bảo nó có quả rồi nhưng mà nhìn chả thấy đâu cả. Thế bây giờ chả biết được như thế nào. Cứ trong ống kính thực tế đây nó có quả là ok. Nào, bây giờ anh đưa tôi đến cây nào tiếp nào? Cây ổi à? Ổi tàu. Ngày hôm qua cháu về cháu bảo thợ, cháu bảo thế nào nhà mình mất trộm. Thợ bảo cháu là thế mất trộm cái gì? Nó vặt ổi. Bảo hôm qua của anh có 10 quả ổi chín, rất là chín trắng. Thế mất trộm nó bảo tôi bọn em chảy ăn rồi xin lỗi anh. Đấy. À, nó sai chú đây, ạ. Đây là cái ổi tàu phải đáng chơi đấy. Mặc dù là
Được, thân sẽ lắc lượn đẹp quá nhỉ, thân rất dẻo. Chỗ nào cũng nhiều quả. Được rồi. Nếu đúng vụ của nó. Đấy, thân thân như 3D luôn. Đẹp. Đây cho xin phép cho đo chỗ này đây. 31 chỗ. Vâng. Vành 31. Cô một cái chậu tán 1 mét chỗ. Sải tàn tán được 1m05. Tất cả quấn này cháu quay là đều cây nào cũng có quả hết. Cây ổi này thì giá tầm nào anh? Cây này cháu xin giao lưu giá 9,5 triệu. Và 9,5 triệu. Chậu đồng nai này. Chậu đồng nai sẵn chơi rồi. Rồi anh di chuyển tiếp đi. Cây cóc à? Vâng. Đấy, quả to. Đến chín này bổ ăn lại ngọt chứ không phải chua đâu. Năm ngoái tôi chảy một quả, tôi lấy dao tôi bổ ra ăn lại ngọt. Đấy, mới đầu mình cứ nghĩ là chua nhưng khi nó chín vàng. Chú là cũng phải nói khách hàng là cây này là cóc ghép ấy. Thì gì cóc ghép nó mới ra quả đẹp này chứ. 40, cây này là đều phải ghép cóc thái hết. Trà. Ừ. Bản thân là thân xoan trà. Thân xoan trà. Vâng. Nuôi cóc thái. Xoan trà nuôi cóc thái. À. 60. Cây này là cái lúc nào sai quả. Đẹp nhỉ, thân xoan trà hình như đúng màu nó quả. Đen đen này nhỉ. Đấy, cây thân trà. Đây, chỗ vết ghép chỗ này đây. Từ lúc đây, từ cái chỗ vết ghép là cái vỏ của cây, màu của cóc với này của xoan nó phân biệt hẳn. Vâng. Thôi, cứ có quả là đẹp rồi. Đấy, cứ cây ăn quả. Mà trà ghép thì lấy đâu ra mà cái cây xoan trà này mình ăn đâu được quả cái xoan vâng, trà. Đấy. Xoan đào, đúng không? Thích. Đấy. Được rồi, bao nhiêu tiền? Cái này cháu giao lưu giá 4 triệu. Rồi, ok, 4 triệu. Vâng. Đây, cháu giới thiệu với chú một tác phẩm nữa, cũng là một dòng cây, cây có quả. Cây này là cây sâm ngọc. Đúng rồi ạ, cây sâm ngọc thì là cũng cây ăn quả mà. Rồi, cây sâm ngọc, trái sâm ngọc này kết hợp với lũa. Đấy, đâu? Đấy trái sâm ngọc này. Ừ. Được cái đang ra nhiều, rất nhiều hoa. Ai cũng bảo cái này là bị bệnh, không phải đâu, lá nó thế chú ạ. Ừ. Cũng rất nhiều rồi. Làm lũa quá đẹp chú. Rồi. Rồi xong. Bao nhiêu tiền? Cái này cháu giao lưu giá 2,8 triệu. 2,8 triệu sâm ngọc. Rồi. Vâng. Vâng, tôi đang tải số điện thoại của anh Mạnh Cường lần nữa để chúng ta tiện việc giao lưu đây. 0389281677. Tiếp tục nha. Đây, chúng ta cháu cái sang trắng. Vâng, cũng là có quả chưa? Có quả hết chú ạ. Phải có quả thì mới gọi đây. Là cây có quả. Đây chú ạ. Được rồi. Quả à, đây, đây rồi, đây rồi. Quả đây răng già rất sâm là trái nhiều. Thì đơn giản, sâm trái là dễ. Đây cháu xin phép rồi. Sâm trái đây ở cái tượng lại cái đẹp võ sư đây. Được rồi. Quay cả đằng lưng cái. Nữa. Đấy. Được. Đấy dễ làm thân. Quấn tít vào đây rồi. Cây này nó bé nhưng mà giá nó hơi cao một chút thầy ạ. Bao nhiêu? Cây này là 6 triệu. Giá 6 triệu. Xong. Vâng, cái đoạn đầu video các bác xem một cái cây trứng gà rồi. Đấy, giờ anh Cường lại còn một cây ở mặt hồ, bờ hồ đây này. Cây này cũng đang đeo quả. Vâng. Đấy. Cây này được cái là báo cáo với chú là cứ hết lứa này lứa kia quả bắt đầu lại bắt đầu ra hoa. Bệ nó đây. Đẹp. Đang có quả mà lại đang có hoa. Nè, yeah. Đây. Không biết cái hoa cháu này là có đúng không? Tượng cháu để vào đây rồi, cháu quên mất. Không để. Định để cho ông tượng có gì cháu đây? Mua rồi. Đây, chùm 3 quả đây. Alo. Cháu xin phép cho đo cái tán thử cái này thì sao đây đã được 68 rồi. Và chiều cao của cây này được 1m05, tổng tán cây này được 1m50. Rồi. Cũng là cây to đó. Cây này 4 người sức khỏe của thanh được.
Báo cáo chú, cháu đến những cây này để cháu chơi tết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quả chú ạ. Bao nhiêu tiền thì anh giao lưu cây này? Cây này cháu xin đi giao lưu giá 18 triệu. À, 18 triệu. Cây này nó cây ăn quả cho nên là chậu và đất cũng phải tương đối tí, bởi vì nó còn dưỡng quả nữa, nuôi quả. Còn cây nào nữa không? Đấy, chú kết thúc cho cháu cây này đi. Cây linh sam này à? Vâng. Đây rồi. Cây linh sam đang rực rỡ hoa này. Báo cáo với chú là cây này vừa rồi bão là cháu bị nó vật. À, nó bềnh một góc này. Nó bềnh, đợt này cháu sẽ cho vào cái thống chú ạ. Cây này đường chạy nó đẹp lắm. Nó bệch thì nó mới gục xuống đây. Vâng. Còn trước của nó là cất cao lên đấy. Vâng. À, bị từ hôm bão. Nhưng mà nó nổi cái bệ này lên chứ không, cây không ảnh hưởng gì hết. Vâng, cây này cao được 68. Vâng, tán của cây này từ đỉnh này mà đổ xuống là được 1m1. Ừ. Chiều ngang tán được 1m. À, nó đổ xuống rồi giờ đâm ra nhìn để hay nhỉ. Yeah. Đấy. Trời đặt chỗ này mà. Chậu Đồng Nai Bát Tiên. Được cây linh sam này là cũng là cây khó đấy. Cây này đẹp, cháu sở hữu cho chơi nhiều năm rồi đấy. Giờ đây để cháu quay lên để giao lưu quý khách hàng. Cái này cháu chơi nhà trong cháu lâu lắm. Cây này mà đủ nắng chú ạ. Hoa thì kín cây. Thằng này nó ưa nắng. Bản thân nó ở miền Trung mà. Nắng gió miền Trung mà. Bệ gốc đẹp được cái là Phú Yên Bình Định. Đấy, này là cháu tháo hết dây rồi. Hôm nay cháu thay chậu là cháu tháo hết. Rồi. Tháo hết bỏ. Định đưa cái thống cũng được. Vâng, cháu đưa vào cái thống. Còn cái nào nữa không? Không ạ, thôi kết thúc lúc chốt nhá, chốt nhá. Để tôi dừng hình. Tiếp tục di chuyển đến những cái tác phẩm tiếp theo của vườn anh Mạnh Cường. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.